Sau khi tham quan và liên hoan tại nhà anh Như Lý ở Láng Hòa Lạc, đoàn đang trên đường ra ô tô để về Hà Nội. Nào. Đây là đài phát thanh Bình Trị Thiên khỏi lửa. Biết rồi, cuối năm chỉ có cái là nó hợp khẩu điện thành nó bông nó to hơn của mình, nó nhiều hạt con hơn. Trời ơi, ông anh. Điện dư ở đây không? Tức là đây nó cách có biết